hôm nay chính là sinh nhật của mình. Và đây chính là siêu anh hùng mình thích nhất. Chúc mừng sinh nhật. Cậu có định chúc không nào? Nhanh nào, mình vội lắm. Ủa? Ngôi nhà dành cho búp bê của mình. Chúc mừng sinh nhật nha. Các cậu ấy đã phá tan căn nhà của cậu rồi. Búp bê của mình biến đâu mất rồi. Chúc mừng sinh nhật nha. Là do cậu hết đó. Và các cậu nữa. Ô không, các cậu ấy xuất hiện trên TV. Ô, chúng ta bắt đầu nha. Trước hết, hãy trang trí lại bức tường đã ha. Sàn nhà. Và trên lầu. Thêm ít đường viền gợn sóng. Và ngọc trai. Thêm vào đó bậc thang. Các cậu ấy khiến mình phát điên lên mất thôi. Đây là nơi dành cho cửa sổ, màu của biển cả. Bắt đầu thôi nào. Căn nhà của mình chỉ toàn đen và đỏ thôi. Cắt ra. Màu sơn. Thế là xong. Và hồ dán. Tuyệt cú mèo. Đơn giản thôi. Mình không quan tâm đến chuyện này lắm đâu. Đứng lên nào. Yêu ơi, cậu khiến mình khó chịu quá đi thôi. Trước hết, mình sẽ sơn lại toàn bộ. Nhanh tay lên mới được. Xong rồi, ra tay đi nào bọ rùa. Cắt ra nào. Wow. Chỗ này làm hồ bơi là tuyệt nhất rồi. Nước biển. Mình sẽ dùng que kem để làm thành những chiếc ghế dài. Dùng keo nóng để dán những thanh lại thật chặt. Mình sẽ làm thêm vài chiếc ghế nữa. Một thức uống tươi mát là điều không thể thiếu được. Thật sự là đẹp quá đi thôi. Cậu đùa à, như này mới gọi là đẹp nè. Dracula, đợi nha. Mình cần thêm màu. Trộn màu đen với đỏ lại. Dùng cọ. Ôi oh yeah, giờ mình có thể sơn lại bậc thang rồi. Đi đi nào, em dơi này. Cậu không thuộc về nơi này đâu. Thêm nữa. Mấy miếng bọt biển đâu rồi nhỉ? Dán chúng lại. Mình cần vải. Để mình giúp nha. Bắt lấy nào. Cẩn thận nha. Che hết ghế lại. Thêm khung vào. Dùng đá để trang trí. Và thế là xong ngai vàng rồi này. Wow. Mình sẽ làm một chiếc ghế dài. Cắt ra thôi nào. Dán lại với nhau. Mình đã xong em ghế sofa nhỏ nhắn xinh xắn rồi. Khoan đã nha. Đốm đèn đâu rồi ta? Mình sẽ vẽ lên. Dùng bút chì không có tác dụng gì đâu. Mình sẽ dùng bút lông vậy. Xong rồi này. Đây là một chiếc ghế đẩu. Mình sẽ dùng những hộp diêm rỗng này để tạo thành những chiếc tủ đầu giường. Dùng diêm để làm chân. Thêm tay cầm nữa. Xong rồi. Thiếu thứ gì đó thì phải. Chính xác là thảm trải màu xanh. Bỏ rùa à, nghỉ ngơi đi nha. Đẹp quá đi thôi. Mình nên thêm gì vào nhỉ? Ồ, biết rồi, hay quá đi. Mình cũng muốn thử. Mình sẽ dùng hộp nước trái cây này để làm bồn tắm. Dán miếng cát tông hình vỏ ốc này vào.
Wow. Cắt một làn sóng từ giấy xốp nha. Trang trí các mặt bằng ngọc trai. Tiếp theo là nước biển và sao biển lấp lánh. Một bức tranh tuyệt đẹp. Một chiếc kệ đựng được vô vàn thứ sẽ hay ho lắm đây. Tuyệt. Tiếp theo là trang trí tường với những em ngọc trai. Chuyện nhỏ ấy mà. Mình cũng muốn có bồn tắm. Mang cái bồn tắm về đi này. Oh yeah, giấy xốp. Mình sẽ viền lại cái bồn tắm này. Nước ép cà chua. Tuyệt. Mình sẽ đổ vào bồn. Bây giờ mình sẽ đổ đầy các lọ. Các em bé của ta. Đây sẽ là món tráng miệng của mình. Mình sẽ cần dùng mạng nhện này nữa. Trông có u ám không nào? Yeah, tuyệt lắm. Đáng yêu ạ. Chỗ này cần một cái bàn. Dùng giấy cắt không làm mặt bàn nha. Dán nó vào chiếc tủ cạnh giường ha. Đổ đầy đồ ăn vặt vào các ngăn. Tiếp theo sẽ đến màn hình. Dán khung từ bìa cắt tông lại với nhau. Bỏ điện thoại vào nào. Bây giờ bọ rùa cũng có thể xem tivi rồi. Mình chỉ xem Netflix thôi. Xây một ngôi nhà thú vị quá đi à. Vậy thì tham gia cùng bọn mình nào. Không thích à? Tùy cậu vậy. Mình sẽ thêm một cái đèn ngủ hình vỏ sò. Vấn đề đó là mình nên dùng gì để trang trí lầu trên đây ta? Mình sẽ dùng nắp của lọ hồ dán vậy. Dùng giấy màu xanh cắt thành từng mảnh nhỏ và uốn cong chúng lại. Dán những cánh hoa giấy ấy vào nắp nha. Wow. Hay quá. Cậu thấy sao? Wow. Đẹp quá ta. Các cậu có muốn biết như thế nào mới gọi là tuyệt tác hay không? Là những bông hoa màu đen của mình. Bìa cắt tông, bắt lấy nào. Ướt. Không lừa được rồi. Được thôi, cầm lấy này. Keo nóng. Bắt tay vào làm thôi. Dán các mảnh lại với nhau và trang trí bên trong nha. Dùng một vài chiếc gối. Và thế là xong rồi. Ngủ ngon nha Dracula. Ở đây cậu sẽ được an toàn. Giấy. Mình sẽ làm một sợi dây trang trí. Mình sẽ biến chiếc nút này thành đồng hồ treo tường. Hãy xem nha. Wow. Ý tưởng này hay quá đi. Mình sẽ thêm vài món đồ vào để hoàn thiện chiếc đồng hồ. Wow. Mình hoàn toàn quên mất chiếc gương rồi. Mình sẽ dùng vỏ sò để trang trí. Wow. Mình sẽ đặt ở đây. Tiên cá à, uống nước nha. Có ngon không? Cảm ơn, mình thích lắm. Tuyệt nha. Mình đói quá à. Kẹo nha, tuyệt lắm. Yêu ơi, ghê quá à. Có ai ăn kẹo không? Ồ, cảm ơn nha. Các cậu sắp được nhận một bất ngờ. Một cái cho cậu, một cái cho mình nha. Đáng yêu quá đi. Là một ngôi nhà. Ngon quá à. Cảm ơn nha. Các cậu chẳng biết thưởng thức gì cả. Thế là xong chiếc gương rồi. Này, có thấy hình ảnh phản chiếu lại không? Đợi mình sửa lại nha. Chỉ có chiếc áo khoác phản chiếu thôi.
Bởi vì cậu là ma cà rồng. Mình sẽ thêm vào đó chiếc tủ, đèn, bàn cạnh giường, thêm một cái đèn nữa. Căn phòng này ấm cúng quá rồi. Wow. Mình sẽ dùng em bé yêu thích của mình để tạo thành một sợi dây trang trí. Chẳng giống bọ rùa gì cả. Đáng yêu quá à. Ồ, một chiếc khăn tay có thể dùng làm khăn trải picnic rồi này. Bỏ đồ ăn vặt vào nha. Dùng hoa để trang trí. Bọ rùa à, chúng ta đã sẵn sàng cho buổi picnic trên gác mái rồi. Đến lúc nghỉ ngơi xíu rồi nè. Một chiếc mặt nạ sẽ giúp cậu hồi sức đó nha. Hãy tận hưởng ha. Mình sẽ dùng những thanh hồ dán này để làm nến. Thêm bớt vào và đặt xung quanh căn nhà. Mình cần nhiều đồ trang trí hơn. Thêm nữa nào. Wow, mình cũng muốn. Chẳng có gì xảy ra cả. Bình tĩnh đi. Cầm lấy đi nha. Không ai có thể làm được việc này đâu. Mình sẽ thử. Không được rồi. Nói đi. Hai. Cùng nhau làm nha. Mình nghĩ ý hay đấy. Câu chuyện thú vị quá à. Còn cậu thấy sao? Đủ rồi. Tiếng đập bàn làm mình thấy khó chịu quá đi thôi. Có nên đập mạnh hơn không nhỉ? Ngôi nhà đâu mất tiêu rồi. Chỉ còn có búp bê mà thôi. Nhà đây này. Như này vui lắm đây. Đây là nhà dành cho búp bê của mình. Căn này là của mình. Tùy các cậu vậy. Mình đến đây. Mình phải sống chung với bọn này sao? Chào. Bắt đầu xây dựng thôi. Mấy bức tường màu trắng làm mình phát ngán à. Ngôi nhà này sẽ trở nên tối tăm hơn. Sơn tường nào. Mình ưng màu xám này quá đi mất. Này, đừng có bắt nạt bé dơi của mình nữa. Tụi mình đi đây. Tôi sẽ dùng em làm vật trang trí nha. Chiếc khuôn tô hoàn hảo. Wow, mình là ông hoàng thiết kế nội thất. Thời tới rồi. Sơn và cọ. Thật hoàn hảo. Thôi, làm vậy mất thời gian quá đi. Mình cần thêm sơn. Vào việc thôi nào. Xong. Ôi trời, cần thêm sơn nữa. Chuyện này mình lo được. Mình sẽ sơn hết chỗ này luôn. Chuẩn không cần chỉnh. Sơn xong cả rồi. Được rồi. Mình cần có tâm trạng để vẽ. Âm nhạc đại dương sẽ đưa mình đi đúng bước sóng. Lấy bàn chải nào. Hoàn hảo. Đổ sơn xanh ra. Tuyệt vời. Có thể sơn lên tường nè. Đẹp hết ý luôn. Mình cần bong bóng nữa. Jasper, giúp mình nha. Làm tốt lắm. Bong bóng á. Hình in bọ rùa của mình còn đẹp hơn nữa cơ. Ok nha. Tuyệt vời. Mái nhà của mình trần trụi quá à. Ồ, mình có cách rồi nè. Mấy chiếc đĩa này sẽ tạo thành mái lợp hoàn hảo. Lá cờ nè. Thể hiện rằng có nàng tiên cá sống ở đây nè. Chả ai có mái nhà bằng mình cả. Phần bìa cứng đã xong rồi. Giờ mình có thể sơn nó rồi nè.
nến gót. Mình muốn mọi người biết ai sống ở đây. Thật tối tăm và tao nhã. Mái nhà của mình sẽ thật khác bọt. Bỏ cái này đi. Thỏa sức sáng tạo nào. Lan can đẹp quá đi. Và bãi cỏ xanh nè. Cũng ra gì và này nọ phết ha. Và tất nhiên Ladybird sống ở đây nha. Ở dưới nước chả ai xem đồng hồ cả. Đây là cửa sổ nè. Thêm một cái nữa. Còn cửa chính thì sao? Cái này lấy từ chiếc tàu lặn sẽ hợp lắm cho mà xem. Tuyệt vời. Trồng thêm ít cây trước cửa thôi. Ồ, thảm hoa dưới nước của mình đang nở rộ rồi. Thích quá đi. Mình sẽ tạo ra vài cái cửa sổ. Hi nha. Đánh tới đâu trúng tới đó. Còn đây là cửa chính. Sơn cho nó thôi nào. Màu xanh chắc chắn là màu của marinade. Và mình sẽ thêm điểm nhấn màu xanh lam cho khung cửa sổ. Mình đúng là họa sĩ tài ba. Vòng hoa treo ở cửa nè. Và cây xanh cho cửa sổ. Chiếc hộp hoa nè. Phiêu. Cực thế nhỉ. Cửa sổ ở ngay đây. Hoàn hảo. Mình nhìn thấy cả thế giới và mình muốn sơn nó màu đen. Tối tăm hơn. Đây sẽ trở thành ô cửa sổ kính nhiều màu. Ồ, nghề của mình mà. Đây là cánh cửa vào lâu đài của mình. Không thể thiếu tay cầm nữa. Tất nhiên rồi. Ta-da. Nóng như lò bát quái vậy. Ồ, à-ha. Nàng tiên cá cần có hồ bơi. Thêm nước vào thôi. Hả? Cậu ấy làm gì vậy? Ảo ma thật chứ. Wow. Này, vòi nước thôi mà. Bình tĩnh đi. Ra là vậy. Tưởng thế nào? Này, hàng xóm, cho mình xin ít nước nha. Mình muốn tưới khu vườn nhỏ này. Gì cơ? Mình có làm gì đâu. Đèn kiểu Gothic. Đứng đây nha. Đứng yên nào, đừng di chuyển. Đứng yên đó. Ngoan lắm. Bộ sưu tập bia mộ của mình. À, cuối cùng cũng bắt đầu có cảm giác như ở nhà rồi. Hiu. Việc xây dựng này mệt quá đi mất. Phải chợp mắt tí thôi. Ôi là trời. Ma cà rồng ngủm củ tỏi rồi kìa. Tội nghiệp. Cậu ấy còn trẻ măng à. Mình phải viếng cho cậu ấy ít hoa mới được. Vĩnh biệt nha. Mình thích làm hàng xóm của cậu lắm. Dracula sẽ cứu lấy linh hồn của cậu. Chuyện gì vậy? Cậu ta trở về từ cõi chết kìa. Ai nhổ trộm hoa của mình vậy chứ? Sao cậu dám hả, nàng tiên cá? Không phải là tại mình đâu mà. Về nhà thôi, hoa ơi. Mình sẽ không để cho ai làm tổn thương cậu đâu. Mình sẽ tạo ra đường đi của mình. Sơn lên cho phù hợp nào. Phiêu, xong xuôi. Lối vào à. Của mình sẽ còn đẹp hơn cơ. Mình sẽ dùng đá và cát ở bãi biển. Hoa quả cho bữa trưa. Nhà mình y như khu resort trên biển vậy. Nhà thiết kế cảnh quan Ladybird làm việc thôi nào. Khu vườn dễ thương ha. Con đường đất mới. Còn gì tuyệt vời hơn nữa. Đây là hộp thư bia mộ của mình. Ồ, thư dơi. Lại đây nào. Mình nhận được gì nhỉ? Gì thế này?
rác rưởi và chìa khóa. Đã đến lúc trang trí nội thất lâu đài rồi. Cậu ấy tính làm gì vậy nhỉ? Mình lại đi trước hàng xóm nữa rồi. Đến lúc vào trong rồi. Mình chả cần chìa khóa đâu. Mình muốn ngôi nhà thật phong cách và đáng sợ. Vào việc thôi. Đồng hồ của ông cố, tivi của ông cố. Và cả ông cố của mình nữa. Chào đón ông về nhà nha. Một chậu hoa. Bố cục đẹp rồi. Chỉ còn thiếu một chút ánh sáng mà thôi. Ở đây ấm cúng như ngục tối vậy. Chiếc ghế hoàng gia. Thật tối tăm. Thật hoàn hảo. Giờ mình thư giãn và xem tivi thôi. Đến lúc trang trí thôi nào. Rèm cửa. Mình chợt nhớ ra điều gì đó. Cha, Lego bớt. Mình chỉ cần miếng màu đỏ mà thôi. Được cái kệ rồi nè. Đây là nơi để các bức tượng nhỏ của mình. Bọ rùa, mèo no, Adrian, Chicky. Cả nhóm đều ở đây nè. Mình cần cái kệ to hơn để cho các món đồ của mình. Anh bạn Lego ơi, giữ sợi cáp này nha. Nơi chứa vũ khí. Tuyệt. Lên đèn nào. Trái tim dũng cảm của mình nè. Và chiếc móc tai nghe soda. Khó chịu ghê luôn á. Ghế của mình đâu nhỉ? Tuyệt vời. Giờ mình có thể chơi game rồi. Thích cực nha. Eww. Đại dương tràn ngập chai nhựa. Nhưng mình có thể tái sử dụng nó. Mình sẽ làm chiếc bàn nhựa. Và trang trí mặt trên bằng vỏ sò. Dùng lưới thay cho rèm nha. Và phao cứu sinh để trang trí. Lên đèn nào. Đây là nơi treo đồ trang sức ngọc trai của mình. Chiếc gương vỏ sò nè. Và cái rương từ đáy biển. Thú cưng của mình cần thêm vài thứ nữa. Đây là cái nào. Ghế đẩu mềm mại. Và bát ăn. Mèo con à, thoải mái nha. Này, em đi đâu vậy? Đàn cá nhỏ quý giá của mình. Đây là nhà của tụi em nha. Yêu quá đi à. Ai cũng có thú cưng cả. Mình cũng có chuột nè. Mình đùa ai vậy chứ? Mình nảy ra ý tưởng mới rồi. Ô là trời, cậu ta tính làm gì vậy? Nói lời từ biệt với búp bê đi. Đến lượt ngươi rồi. Ta không để ngươi hại đứa bé đâu. Ladybird là ngươi à. Đỡ nè. Ta tóm được siêu năng lực của Ladybird rồi nha. Ô không, siêu năng lực biến mất rồi. Kết thúc thật rồi, phải chạy thôi. Ngày tàn của ngươi đã tới. Mèo sét của mình. Cậu về rồi à? Hốc một đã lấy được đôi bông tai hộ mệnh của mình rồi. Tình thế trở nên thật điên cuồng. Cái gì? Wow, mình đang ở chỗ của Ladybird mà. Mong rằng mình sẽ may mắn một chút. Đôi khuyên tai của mình. Làm ơn, ngừng khóc đi mà. Mình biết cách để sửa mọi thứ đó nha. Chúng ta sẽ trang điểm cho Ladybird. Đây là những hướng dẫn nè. Con đã luôn muốn làm điều này.
kế hoạch có vẻ hay đó nha. Cậu lấy đâu ra những bức hình trái tim này vậy? Không hiểu cậu đang nói gì hết trơn luôn á. Chúng ta đã lấy được đôi bông tai bùa hộ mệnh. Tuyệt vời. Nhưng mà ta không biết sử dụng chúng như thế nào. Để đeo thử lên xem. Sức mạnh hãy đến với ta. Ủa? Thế còn cái này thì sao? Ủa? Cái gì cơ? Hẳn là phải có cách khác chứ. Mình nghĩ rằng chúng ta nên bắt đầu với những bộ đồ trước. Mình có thể lo được điều này. Sẵn sàng. Thử lên đi. Khá là to. Thử cái khác nha. Giờ thì sao nào? Chắc chắn là không rồi. Thôi được, mình bó tay. Nè, thử lại lần nữa xem nào. Mình mong rằng sẽ hiệu quả. Yeah. Con đã sẵn sàng để đối mặt với hớp một rồi. Wow. Yeah. Có gì đó thiếu thiếu. Yes. Để khóc thật to. Phải rồi. Bộ đồ tuyệt đẹp của mình. Thế này thật là xấu tính mà. Con có ý này. Chúng ta sẽ làm mờ nó đi bằng bút nhớ màu đen. Cứ thử xem sao đi. Được rồi nè. Trời ạ, ta nên làm gì với ngươi đây? Làm thế nào mà ngươi làm được? Bó tay luôn. Nếu ta không có được sức mạnh, không ai có thể có. Ta sẽ tiêu diệt ngươi. Không có một vết xước nào luôn. Tạm biệt. Cái gì? Họ đã quay trở lại rồi. Biến khỏi tầm mắt của ta ngay. Không. Ngươi sẽ bị tan chảy như thể ngươi chưa từng được sinh ra. Họ vẫn ổn. Tại sao điều này lại xảy ra với mình? Bộ đồ đã xong rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ làm gì với mái tóc bây giờ? Mình biết rồi nè. What? Tóc của mình hơi tối. Thuốc nhuộm tóc sẽ giải quyết được vấn đề. Sẽ nhanh thôi. Màu lên khá là đẹp đó. Không, cậu bị khùng rồi hả? Trời ơi, con bé còn là trẻ con mà. Quá là sớm để cho con bé nhuộm tóc. Chúng ta cần một kế hoạch khác. Chúng ta sẽ nhuộm tóc giả. Tuyệt vời. Oh, wow. Xong rồi. Hãy thử lên đi. Rạng ngời. Nó thật là tuyệt. Tóc đã xong xuôi. Điều này thật là khốn khổ. Có chuyện gì đã xảy ra? Mọi chuyện kết thúc rồi. Mình không còn là Ladybird nữa rồi. Và sức mạnh của mình đã biến mất luôn. Bùa hộ mệnh sẽ quay lại thôi mà. Cậu tin mình đi. Hốt một sẽ không thấy mình ở đây. Ồ, Super Cat là ngươi à. Thật là mừng khi thấy ngươi đó. Đầu hàng đi. Ồ, chúng ta chuẩn bị có một cuộc chiến ngoạn mục đấy. Để ta tìm vũ khí hoàn hảo nào. Không phải cái này. Cái này cũng không luôn. Bao lâu nữa mới xong vậy? Sẵn sàng rồi. Đang tới. Bóng sợi lên. Tình yêu của mình. Kế hoạch đã thất bại. Thả ta ra. Không có chuyện đó đâu. Ngươi thật sự cần đôi khuyên tai đó à. Mình làm gì với cái mặt nạ Ladybird bây giờ? Trời ơi, chỉ còn lại cặp kính mà thôi. Thật với mình ghê. Mọi người thấy như thế nào? Đáng yêu, mà chưa xong đâu nha. Con cần một thứ gì đó tốt hơn. Mẹ sẽ làm một cái mặt nạ hẳn hoi. Mình thật sự thích cái kính này. Cách dán. Đeo vào đi. Tuyệt vời. Ủa, xin lỗi. Mẹ quên mất cắt cái lỗ để nhìn nữa. Bây giờ cái mặt nạ đã xong rồi nè.
Yay! Xem thử đi. Mặt nạ siêu anh hùng. Xong. Quá đỉnh. Con đói quá à. Mẹ cũng đói bụng nữa. Chúng ta sẽ đi ăn trưa. Chúc ngon miệng. Chờ chút đã. Chúng ta quên mất còn Super Cat nữa mà. Cậu ấy cũng muốn ăn một chút đó. Mèo con, mèo con, cậu đâu rồi? Ta bắt được mèo của các ngươi rồi. Ồ, ngón tay của ta. Tiếng ồn gì vậy nhỉ? Ta thoát được rồi. Ôi da, nhanh lên. Ô không, Hốt Một bắt được Super Cat rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Hốt Một bắt Super Cat đi rồi. Ô không, mọi người ơi, mình phải trở thành Ladybug. Mình còn cần gì nữa để hoàn thành trang điểm? Comment bên dưới nha. Chúng ta phải cứu cậu ấy. Chắc chắn sẽ có thứ gì đó trong hành lý siêu đẳng của mình. À, đây rồi. Ba lô siêu anh hùng nè. Và bên trong, chúng mình có túi siêu anh hùng mini. Yeah! Túi vô vô. Có ngay. Ladybug đang ở xó xỉnh nào vậy? Sao cô ta vẫn chưa tới đây cứu ngươi? Ta có thứ hay hơn để làm rồi. Bắt đầu huấn luyện. Wow, quá trời đồ chơi luôn nè. Chiếc túi này là vô hạn. Phải nhanh lên thôi, Super Cat đang gặp rắc rối kìa. Mình sẽ lấy đồ trang điểm. Wow, mùi khủng khiếp quá à. Được rồi, chăm sóc da mặt thôi. Làm sạch. Rửa. Thêm lấp lánh. Quá keo. Bà ngoại đã dạy ta đăng lên đó. Đúng là cách hay để giải tỏa căng thẳng. Wow. Xong rồi. Mong là vừa với ngươi nha. Mặc thử đi. Cảm ơn nha. Dễ thương quá trời quá đất à. Hình như thiếu thiếu cái gì. Son môi. Cậu còn hơn cả siêu anh hùng nữa ý. Cậu là siêu dễ thương. 1, 2, 3. Đầu hàng. Giơ tay lên. Nước là kẻ thù lớn nhất của mình. Trái, phải, đánh. Lặp lại. 1, 2, 3. Làm được rồi. Đến lúc luyện tập. Cù lét. Cứu, cứu với. Ta đầu hàng. Tiếng gì vậy ta? Kiểm tra xem nào. Khuyến mãi lớn đây. Bông tai hộ mệnh. Mua một tặng một đây. Hiếm có trên đời. Bùa hộ mệnh của mình. Thôi rồi, kết thúc rồi. Mình phải làm gì đây? À biết rồi, mẹ sẽ lén đổi. Và Hốt Một sẽ không biết được là mẹ làm. Kế hoạch hay đó. Bắt đầu thôi. Một đêm duy nhất. Một đêm duy nhất, đừng bỏ lỡ. Hốt Một, người tiêu rồi. Super Cat đâu rồi hả? Không nói đâu. À đây nè. À cứu với. Thật khó tin. Ta có việc gấp phải đi. Mẹ cứu mèo. Con xử Hốt Một cho. Đánh trẻ con á hả? Kitty, cậu có sao không? Về mắt mẹ đi. Không làm gì cũng thắng. Cứu con. Hắn đã tóm lấy con bé. Thế là xong đời rồi. Ồ không. Đừng khóc nữa mà. Lau nước mắt đi. Em gái tội nghiệp của ta. Ladybug sẽ giúp cho chúng ta. Cầm lấy. Nhưng bằng cách nào? Cậu sẽ thấy thôi. Chúng ta sẵn sàng rồi. Ngồi đi. Có chuyện gì thế? Kế hoạch như thế này. Chúng ta sẽ biến cậu thành Ladybug. Nhưng bằng cách nào? Như thế này nè. Đây là kế hoạch hành động. Tớ cá là chúng ta có thể làm xong nhanh thôi. Thả cháu ra. Làm ơn like video này nha. Sau đó Hốt Một sẽ thả mình ra. Đi
rồi. Hoan hô. Chú ấy vẫn còn ở đây. Nói xấu xa đi. Giờ ảnh của mình có thêm người rồi. Cuối cùng mình chả có nổi một người bạn thật sự. Giờ cùng bắt đầu lên kế hoạch xấu xa của ta nào. Nhóc sẽ trở thành quái vật khổng lồ và chúng ta sẽ cùng nhau thống trị thế giới. Chú hài hước thật đó. Sao nhóc dám hả? Bắt tay vào làm trang phục thôi. Thử đi. Không, không. Bộ này nha. Không bộ nào được cả. Kim. Ủa, tớ có ý này. Thử filter mới xem. Cái gì? Wow. Tớ chọn bộ này. Được phết ha. Hót mực, ngươi coi chừng ta đó. Thiếu thiếu gì đó ta? À biết rồi. Mong là còn đủ năng lượng. Không, đừng mà. Giờ bị dính bẩn rồi. Tớ chưa xong đâu nha. Bây giờ trang phục giống rồi đó. Trang phục xong. Thiếu thiếu gì đó ta? Tớ sẵn sàng ra trận rồi. Khoan đã, cậu cần cái túi giống Ladybird thật nè. Ok. Cái này hay là cái này? Cậu nghĩ sao? Không cái nào giống cả. Vậy chúng ta phải làm gì? Tớ có ý này nè. Chúng ta sẽ đặt hàng online. Hàng tới rồi nè. Cảm ơn. Nhanh quá đi. Mở ra đi nào. Wow. Không thể tin nổi. Hoàn hảo. Còn tốt hơn túi của Ladybird nữa ấy chứ. Dùng thử xem nào. Súng laser. Có. Bạch tuộc. Có. Chúng ta chỉ mang theo đồ cần thiết mà thôi. Sao nhét được hết vậy ta? Xong. Túi đỉnh phết. Túi xong. Có gì trong đây nè? Là đuôi à? Tớ thử xem. Wow, giờ tớ thành Ladybird tiên cá rồi nè. Tuyệt vời. Chúng ta thay đổi kế hoạch chút. Xong. Mình cần phải khiến nhóc nổi điên. Nhưng cách nào ta? Bọn nhóc rất khó đoán. À, đúng rồi. Siêu năng lực của mình. Nè, nhột nha. Không hiệu quả. Chuyển sang kế hoạch B thôi. Nhìn bé mèo dễ thương này nè. Mềm mại quá. Có muốn nuôi không nào? Đáng yêu quá nhỉ. Dạ vâng. Giờ thì sao? Bé mèo biến mất rồi. Mèo con, chị sẽ cứu em. Mình cần siêu năng lực. Mình có thể làm được. Thành công rồi nè. Chào mèo con, bé là đáng yêu nhất. Chúng ta làm bạn nha. Cái gì? Kế hoạch thất bại rồi. Giờ tới làm tóc nào. Cậu cần kiểu giống Ladybird đó. Thuốc nhuộm này được nè. Giờ đợi thôi nào. Tớ cởi khăn được chưa? Chờ chút. Chờ lâu quá đi thôi. Hết giờ rồi. Xong rồi đó. Ủa? Hả? Bím tóc này ở đâu ra vậy nè? Ô không, tớ lấy nhầm thuốc nhuộm của Wesley rồi. Nhưng vẫn sửa được. Thuốc nhuộm đúng đây nè. Tớ thích kiểu đó hơn. Bắt đầu thôi nào. Đến lúc xem kết quả rồi. Wow, đẹp đó chứ. Ladybird đã có mặt giải cứu thế giới. Màu nhuộm hoàn hảo. Tóc của cậu đã xong rồi. Ta có trò chơi mới thú vị lắm nè. Trum trum please. Wow, cháu thích nó. Vượt luôn bàn khó nè. Giờ tới lượt ta chơi rồi. Chắc nhóc sẽ nổi điên cho mà coi. Cậu xinh quá đi. Chụp ảnh nha. Khoan đã, cái gì? Đợi đã. Ô không, gì đây? Răng của tớ. Ừ, đừng lo mà. Chúng ta có thể chải sạch được. Của cậu nè.
Kem đánh răng tiên cá ư?